Giá xăng Việt Nam rẻ thứ 65 thế giới, vì sao dân vẫn kêu đắt? Theo số liệu của Global Petrol Price, ngày 14 tháng 2, giá xăng RON 95 của Việt Nam thấp thứ 65 thế giới ở mức 1.096 đô la Mỹ một lít, tương đương 25.000 đồng một lít. Dữ liệu chưa cập nhật kỳ điều hành ngày 21 tháng 2, Venezuela có giá xăng rẻ nhất với chỉ 0.025 đô la Mỹ một lít, còn Hồng Kông có giá đắt nhất thế giới là 2.709 đô la Mỹ một lít. Vậy giá xăng của Việt Nam ở đâu so với nhóm G7 gồm Mỹ, Anh, Pháp, Canada, Đức, Ý, Nhật? Dữ liệu của Global Petrol Price cho thấy giá xăng của Việt Nam ở mức 25.000 đồng một lít chỉ cao hơn Mỹ 1.013 đô la Mỹ một lít, tương đương 23.045 đồng một lít, thấp hơn 6 nước còn lại. Song đây là những nước có GDP bình quân đầu người cao hơn nhiều Việt Nam. Như vậy, nếu giá xăng của Việt Nam thấp hơn còn chưa đến một nửa của hầu hết các nước G7, thì GDP bình quân đầu người của Việt Nam lại thấp hơn hàng chục lần. Còn trong khu vực Đông Nam Á, giá xăng của Việt Nam ra sao? Ở Đông Nam Á, giá xăng một số nước thấp hơn Việt Nam, đó là Malaysia 0.489 đô la Mỹ một lít, tương đương 11.124 đồng một lít, Indonesia 0.887 đô la Mỹ một lít, tương đương 20.179 đồng một lít. Còn lại các nước có giá xăng cao hơn Việt Nam là Campuchia, Philippines, Thái Lan, Lào, Singapore. Các nước còn lại là Timor-Leste, Myanmar, Brunei không được Global Petrol Price cập nhật dữ liệu giá xăng. Trong khi đó, GDP bình quân đầu người của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á năm 2020 chỉ hơn Philippines, Lào, Campuchia, Timor-Leste, Myanmar và thấp hơn nhiều so với Singapore, Brunei, Malaysia, Thái Lan và Indonesia. Điều này có nghĩa, người Việt Nam phải bỏ ra lượng tiền nhiều hơn trong tổng thu nhập để mua một lít xăng so với các nước G7 hay các nước ASEAN. Nói cách khác, tiền xăng đang chiếm tỷ lệ lớn trong thu nhập của người dân Việt Nam so với nhiều nước trên thế giới cũng như trong khu vực.